Vâng, lại một trận nữa chúng quân chúng ta đánh rất xấu trận thi đấu này cho Son và Glake. Vâng, bài Glake mở mắt ra đã có hai voi, bầy hươu đầu đã thấy, cố lên nào. Quân chúng ta là xấu hơn, nhưng mong bên kia con Hitty trong bắp la nó sinh nhiệt nào. Vâng, quân bên kia đang rất lộc trong hai trận thi đấu vừa rồi. Bài của Anso chỉ còn thiếu một đồ nữa thôi thì đã có cho mình bầy hươu đầu và hai con voi đang đứng án ngữ trước cửa nhà mình rồi. Đã đưa được bầy hươu đầu về với nhà chính của mình. Đây là màn hình máy của game thủ Simac đang thiết kế chiếc áo đầu cho mình. Cạnh nhà chính đã có những con xác con hươu rồi. Đang cố lừa nốt con hươu về với nhà chính của mình. Cũng đã có bãi quả phụ và bầy hươu. Bên kia U98 cầm Mahiti và Văn Hưởng cầm Mark. Đây, em có hỏi vẫn hiện lên là fan cứng đây anh ơi. À, tất cả các support tí sẽ chỉ là anh cái cài lại fan cứng nào. Bắt đầu đưa những con nông dân này ra để ăn cái bãi quả phụ của mình. Một bầy hươu phụ kia, một bầy hươu cũng rất to dành cho cái thủ xi măng. Anso nào không biết đã tìm thêm được đồ gì ăn chưa. Bắt đầu kích đời 25 nông dân kích ở 808. Đang cắt con nông dân này ra và ăn cái bầy hươu này. Đã có đủ đồ rồi để cho cái thủ Alonso. Vâng, chào anh Hàn Viết Việt. Bên này chúng ta ăn chanh với màu 6 U98. Vâng, rất nhanh game thủ Alonso đóng cho mình chiếc S. Ăn chanh với U98 nha. Max C. Vâng, U98 cầm Mark và Văn Hưởng cầm Hitty trận thi đấu này. Một bài ăn chanh thế này thì chúng ta sẽ rất yếu. Thêm có thêm một bầy hươu nữa dành cho game thủ Alonso. Lượng gỗ này chúng ta cũng có thể ăn bầy hươu kia sau khi mà đóng những nhà điều kiện đây. Lúc đấy chưa đóng BB. Nào, lượng gỗ rất nhiều.
lượng thực dồn lên chắc chắn là đủ kích đời rồi. Và chúng ta có thêm một bầy hươu nữa để ăn hoặc ngay cạnh đấy thôi. Vâng, đủ đồ đồ rồi anh chân mệnh thiên tử ơi. Có thêm một bầy hươu này. Có thêm một bầy hươu. Đây là mảnh máy của game thủ chim măng. Chim măng đã bắt đầu xuất giò. Ra con giò của mình rồi. Cánh bên này sẽ là Hitty đi à. Hitty của game thủ Văn Hưởng. Ở trên này có thêm một bầy hươu và một con voi nữa để cho game thủ chim măng ăn hoang trong trận thi đấu này. Alonso cũng đã bắt đầu ra giò rồi. Bắt đầu chọc vào những con dân của U98 đây. Một con dân của U98 nằm xuống. Và bên này thì U98 đang ăn cái bái vàng đây luôn. Không biết game thủ Alonso có công cái gì vào cái bái vàng này của game thủ U98 không. Con giò họ không đuổi xe không sao. Đang cố chọc vào đây để bò lại cái bái vàng của mình. Vâng, và U98 đứng đây luôn. Đứng đây luôn, chúng ta là những con Greg. Cũng có Y. Con Y Greg nó đi nhanh hơn con Y Max Z. Cùng xem xi măng nào. Xi măng đang đi dò địa thế nhà của game thủ Văn Hưởng, vẫn chưa thấy những con nông dân đâu. Có lẽ là đang đợi chém sao. Một bài mà vắt 2 lờ đều. Đây là những con dân của Văn Hưởng đang ăn bái quả. Đang đợi những con chém lên đây. Mít một tơ nè. Anh đã đóng rồi. Xây luôn 3 cái e để cản đường đi luôn. Đây là rất nhiều nông dân. Khoảng tầm 7 con nông dân của game thủ Văn Hưởng và một con tê của Hitty ở đây. Bên kia họ đánh với 27 nông dân. Bắt đầu chém vào những con nông dân của game thủ Văn Hưởng nào. Quấn xe ra một bài lực khỏe ra. Đang ăn con tê trước. Và bắt đầu ăn vào những con nông dân của game thủ Văn Hưởng. Văn Hưởng bên kia có bánh xe rất sớm. Và một con giò của game thủ U98 chọc sang đây luôn. Một bài cũng tất khung dành cho game thủ Văn Hưởng. Một bài mà đánh cung thủ phù dành cho game thủ Văn Hưởng luôn. Một bài rất chắc cốp bên kia. Đây là mình máy của game thủ Alonso. Alonso cũng đang đâm đi vào nhà của game thủ U98. Họ có một con phù, hai con phù dành cho Văn Hưởng. Con giò của U98 vẫn đang làm nhức nhối ra nhà của mình. Có thêm một con chém nữa cơ. Alonso nào, Alonso tham lại là 25. Đang công vào cái bãi vàng kia của game thủ U98. Chắc chắn với hai con y này họ sẽ không sửa nổi cái bãi vàng này đâu. U98 chắc chắn sẽ mất cái bãi vàng này. Nhưng mà bên này thì Hitty đã bắt đầu đẩy quân sang đây. Hitty bắt đầu đẩy quân sang đây. Mới tấn công rồi. Đẩy 4 con cung R sang đây luôn. Nhưng mà con cung R Hitty đang bắn rất sát vào những con của chúng ta. Bãi vàng thì của game thủ Alonso đang bị đi vào bởi hai con chém của U98. Đây là mình máy của game thủ Shima. Đang tích cho mình khoảng được tầm gần 10 con chém và bắt đầu muốn xô vào nhà của Văn Hưởng. Nào cùng xem tên thi đấu này nào. Văn Hưởng rất chắc chảy, họ bắt đầu đâm bò lại nhà. Chẳng kìa có những con gì. Cái nhà con giò bắt đầu chạy những thanh rượu chính. Đã ăn được con giò của thủ U98 rồi. Giữa hai nhà này thì game thủ Alonso tạt vào giang một tơn và bên kia tham lai chỉ còn 20 thôi. Bài là quá tịt rồi.